Bất tài này gạch đường này quá vậy. Ông này cháu đi nhiều vô đường này. Quê đâu, quê dưới này không Bất Tài? Quê đâu hả? Ở quận 2 luôn hả? Ba Thịnh mới sáng tác ra một thứ hay lắm. Anh đọc lại đi. Đọc lại đi. Đọc lại. Không. Bao chân kìa. Mà chưa tới chợ. Này lộn trong hộp. Nước đồng bà ơi.